Không quá khó, nhưng tại sao ý tưởng trong đầu của chúng ta lại không có? Vì chúng ta đã bị giam giữ ý tưởng của mình trong những cái rào cản tâm lý. Và nếu như các bạn phá bỏ được các cái rào cản tâm lý đó ra, thì bạn sẽ giải tỏa được tư duy sáng tạo của mình. Và song song đó, bạn sẽ kích thích tư duy sáng tạo bằng các thủ thuật tư duy. Bạn sẽ học như thế nào tại kinai.vn? Khóa học được chia làm nhiều bài học nhỏ, có phần ghi chú và thảo luận với học viên khác. Để việc học thú vị hơn thì mỗi khóa học sẽ gồm nhiều nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được thưởng điểm. Bạn có thể dùng tiền thưởng này để học tiếp khóa học khác. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận, bản online hoặc là bản in có đóng dấu công ty. Làm sao để nhập học? Để nhập học, bạn chỉ cần click nút đăng ký, điền thông tin cá nhân, sau đó chọn hình thức thanh toán phù hợp, nạp thẻ cào, chuyển khoản, trực tiếp tại văn phòng Delta Việt, thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM hoặc thẻ Visa, Master. Hình thức phổ biến nhất là thẻ cào điện thoại. Bạn chỉ cần mua thẻ cào Mobifone hoặc Vinaphone và nạp mã thẻ, số seri thẻ vào hệ thống của kinai.vn. Sau khi nạp đủ tiền, bạn chỉ cần click xác nhận thanh toán là có thể vào học ngay. Bạn sẽ được xem bài học mãi mãi chỉ với một lần thanh toán. Kinai.vn, website học online kỹ năng cho người đi làm với hơn 40.000 học viên đã theo học. Chúc bạn một trải nghiệm học tập hữu ích tại kinai.vn.